siêu dự án tại Hải Phòng, đó chính là dự án khu du lịch quốc tế Đồi Rồng Đồ Sơn, và dự án này sẽ sắp được mở bán vào cuối năm 2021. Thưa các bạn, là từ lâu thì Đồ Sơn đã được coi là một trong những khu du lịch nổi tiếng của Hải Phòng nói riêng và Việt Nam nói chung. Và đây là cái quảng trường ở giữa khu du lịch quốc tế Đồi Rồng. Và các bạn nhìn đấy, các bạn có thể hình dung đây giống như một cái mắt của con rồng đấy. Rất là tuyệt vời, tôi phát hiện ra thế. Không biết là chủ đầu tư có ý định như vậy không, nhưng nếu các bạn nhìn từ trên cao đây, flycam, thì các bạn có thể nhìn thấy đây giống mắt của con rồng nhé. Và với cái dự án du lịch quốc tế Đồi Rồng này sẽ làm thay đổi toàn bộ mặt du lịch của Đồ Sơn cũng như của thành phố Hải Phòng. Dự án này thì nằm tại khu vực Vạn Hương của Đồ Sơn với quy mô lên đến 480 hecta, với hàng loạt các công trình mà các bạn có thể nhìn thấy hiện tại đang xây dựng đây. Nó sẽ hứa hẹn sẽ nâng tầm du lịch và thương mại của thành phố cảng Hải Phòng. Thì tôi xin chia sẻ với các bạn một số những cái thông tin nói chung về cái dự án khu du lịch Đồi Rồng này. Thì chủ đầu tư của khu du lịch quốc tế Đồi Rồng này là Gelisemco với quy mô là 480 hecta, và trong khu du lịch quốc tế Đồi Rồng này thì sẽ có hàng loạt các cái hạng mục đầu tư là trung tâm hội nghị này, khu vui chơi giải trí này, khu phố thương mại, công viên nước, khách sạn 5 sao, bể bơi nước ngọt, nhà ở nghỉ dưỡng cấp cao, và đặc biệt là còn có sân golf, rất là tuyệt vời các bạn. Thì cái vị trí của khu du lịch quốc tế Đồi Rồng này thì các bạn có thể thấy là từ trung tâm thành phố ấy, thì chúng ta sẽ đi thẳng cái trục đường Phạm Văn Đồng thôi, là khoảng 20 km là các bạn đến với dự án này. Và khu du lịch Đồi Rồng này nằm thu mình trong một cái vùng biển kín được bao bọc bởi một bên là rừng ngập mặn và một bên là dãy núi chín con rồng rất là hùng vĩ của Đồ Sơn. Thì nếu mà các bạn nhìn lên trên cao ấy, từ bản đồ vệ tinh ấy, flycam thì không thể bay quá cao để cho các bạn nhìn thấy toàn cảnh được, nhưng mà nếu các bạn mở Google Maps ra nhìn trên bản đồ vệ tinh ấy, thì dự án nó tọa lạc tại một cái vị trí là khá là đắc địa, rất là dễ dàng kết nối đến các cái điểm thương mại và dịch vụ cấp khác ở Đồ Sơn, như là các cái bãi tắm khu 1, khu 2, rồi là Hòn Giáo. Nói chung là rất dễ để kết nối đến các cái khu du lịch khác. Thì trong cái tiện ích nội khu của khu du lịch Dragon Hill Hải Phòng này thì có một cái khách sạn hotel và resort 5 sao do tập đoàn Wyndham quản lý, được coi là một trong những công trình kiến trúc độc đáo do kiến trúc sư người Pháp thiết kế, bao gồm 7 tầng và 410 phòng tiêu chuẩn với các cái khu biệt thự liền kề xung quanh. Ngoài ra thì cái bãi tắm nhân tạo dài hơn 1 km và rộng 23 hecta, ngay cái đầu khu du lịch này sẽ là rất là thuận tiện để đón khách. Và cái nét độc đáo của cái bãi tắm này cũng đã làm nên thương hiệu của Gelisemco, đó chính là cái công nghệ lọc nước hiện đại của nước ngoài. Và với cái công nghệ này thì toàn bộ nước biển tại khu du lịch quốc tế Đồi Rồng sẽ trong xanh và khắc phục được cái tình trạng nước biển đục ngầu của Đồ Sơn trong những năm vừa qua. Nói chung là nước biển Đồ Sơn thì bao năm nay rồi vẫn đục, chỉ thỉnh thoảng có những ngày mà biển nó mới xanh thôi. Thì cái công nghệ lọc này các bạn có thể nhìn thấy là nước biển sẽ trong vắt luôn. Rất là tiếc là năm nay do dịch Covid nên là cái thời điểm này cái bãi tắm Đồi Rồng này chưa được phép mở để chúng ta vào tắm biển và tham quan. Hy vọng rằng là một vài ngày sắp tới khi mà Covid đã được xử lý xong, đã được ổn định lại, chúng ta sẽ được vào thăm và trải nghiệm thực tế. Thì bên trên cái bãi tắm này là cái thảm cát vàng. Nói chung là cái lượng cát vàng mà được chở từ nơi khác về nó khoảng tầm hơn 50.000 tấn, được chở từ các cái vùng biển khác về và bồi đắp ở đây, cùng với những cái hàng dừa rất là xanh được trồng ở trên bãi biển, làm cho cảm giác là cái bãi biển này giống như là Hawaii các bạn ạ. Còn cái khu quảng trường thì rộng khoảng 7 hecta tại khu du lịch Đồi Rồng này, thì du khách có thể tham gia trải nghiệm cái khu nghỉ dưỡng cao cấp, rồi biển nhân tạo, công viên nước, khu vui chơi, hồ bơi nước mặn, và đặc biệt là có một cái sân golf 18 lỗ rất là tuyệt vời luôn các bạn ạ. Trên này là một số những cái phao chơi ở dưới nước đây để phục vụ cho mùa hè 2021 tại khu bãi tắm Đồi Rồng này. Tuy nhiên thì rất là đen là đợt này là Covid nên là chúng ta lại không được có dịp để thưởng thức những cái không gian tuyệt vời này. Đó, và các bạn nhìn thấy đây là bãi cát trắng này với những hàng dừa. Chắc chỉ vài năm tới thôi thì cây cối ở khu vực này mọc lên sẽ rất là đẹp. Đó. Các bạn có thể nhìn thấy cây mảng công viên cây xanh ở khu vực này cũng được trang trí rất là tuyệt vời. Và những cái ô dù đấy cũng cảm giác như một cái bãi biển nghỉ dưỡng rất là thư thái. Bãi biển này rất là dài nhé, với một cái chiều dài như thế này thì chắc chắn là sẽ đủ phục vụ cho rất nhiều những cái người dân của thành phố Hải Phòng cũng như là khách du lịch ở các nước, ở các tỉnh khác về chơi ở Đồ Sơn này các bạn. Và chúng ta lại một lần nữa
nữa ngắm nhìn lại cái tòa khách sạn 5 sao đây, với một cái tốc độ thi công rất là nhanh chóng và khẩn trương. Chủ đầu tư đang mong muốn là thi công càng nhanh càng tốt cái khu du lịch quốc tế Đầu Dòng này để có thể nhanh chóng đưa vào hoạt động để tạo những cái lợi nhuận cho các chủ đầu tư. Thì các bạn có thể nhìn thấy cái toàn bộ cái diện tích của cái khách sạn 5 sao này do tập đoàn Wyndham đứng ra đây, nó thi công ngày đêm luôn. Đó, các bạn có thể nhìn thấy phía bên kia chính là khu 1 của Đồ Sơn đấy. Chúng ta đi từ thành phố Hải Phòng xuống đây hoặc là từ cao tốc Hà Nội Quảng Ninh về đây thì các bạn sẽ dễ dàng tìm được đến cái khu quốc tế Đồ Dòng này, vì nó chỉ có một đường duy nhất thôi, và đến đây thì các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy luôn. Cái cổng này được trang trí rất là đẹp, giống như là những cây nấm ấy, cây nấm và rất là đẹp, chắc chắn là sau này sẽ có đèn lên rất là đẹp. Đấy, các bạn thấy là đường đi vào rất là to, hai làn đường, 1, 2, 3, 4, 6 làn ô tô, rất là tuyệt vời luôn. Và khách sạn sẽ ở ngay phía đầu này. Còn đây là các cái dãy shop house, chắc chắn là sẽ bán rất là chạy đấy các bạn ạ. Nếu các bạn có nhu cầu đầu tư thì các bạn hãy quan tâm đến những cái dự án ở khu vực này, đặc biệt là dự án của Glisamco này. Tôi chắc chắn là những cái dãy nhà này sẽ được bán với tốc độ rất là nhanh, vì nó nằm trong một cái khu nghỉ dưỡng rất là tuyệt vời như thế này, chắc chắn là sẽ rất là hot các bạn ạ. Và thưa các bạn, phía xa xa kia chính là một trong những cái khu đô thị có thể nói là rất là tuyệt vời của Hải Phòng. Tuy nhiên thì nó đã có cách đây 15 năm rồi các bạn ạ. Đây chính là cái khu đô thị Hoa Phượng của tập đoàn Dassault. Toàn bộ cái diện tích này mang hình một cái bông hoa phượng nổi trên mặt nước với 5 cánh hoa khoe sắc, và hy vọng rằng cánh phượng không nở thì sẽ có khu đô thị quốc tế Đồ Rộng sẽ thúc đẩy, và biết đâu nó sẽ nở rộ vào một vài năm sắp tới. Và trên màn hình các bạn có thể nhìn thấy toàn bộ cái khu vực quốc tế Đồ Rộng này vẫn đang san lấp mặt bằng và để triển khai những cái hạng mục tiếp theo, trong đó có sân golf 18 lỗ. Các bạn có thể nhìn trên cao đây, mặc dù khu quốc tế Đồ Dòng này mới được triển khai một phần thôi, nhưng nhìn như thế này chúng ta đã thấy được cái mức độ hoành tráng và đồ sộ của toàn bộ khu du lịch quốc tế Đồ Dòng này, và hy vọng đây sẽ là một trong những cái trọng điểm du lịch thương mại đẳng cấp của thành phố Hải Phòng trong những năm sắp tới. Nó sẽ cùng với các bạn thúc đẩy cái ngành du lịch của Hải Phòng phát triển một cách vượt bậc hơn trong thời gian tới, để xứng danh với một cái thành phố có biển có cảng như là Hải Phòng chúng ta. Quay lại một chút với lại cái dự án bất động sản ở khu quốc tế Đồi Rồng này, thì chúng ta có thể nói là Glisamco là một trong những cái chủ đầu tư khá là uy tín và được thành lập từ năm 1993 và đã gần 30 năm phát triển rồi. Và Glisamco đã trở thành một trong những tập đoàn kinh tế mạnh nhất Việt Nam. Trong đó thì tập đoàn đã tập trung vào 5 lĩnh vực như là thương mại, dịch vụ, tài chính ngân hàng, bất động sản, nông nghiệp, công nghệ cao và sản xuất công nghiệp. Ngoài ra thì Glisamco cũng là cổ đông sáng lập và đồng sở hữu các cái đơn vị như là Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình, rồi Công ty Chứng khoán An Bình, Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình, rồi Tập đoàn Đầu tư Tài chính An Bình. Trong lĩnh vực thương mại dịch vụ thì Glisamco đã sở hữu và đưa vào hoạt động sân golf Glisamco Hòa Bình, Hilltop Valley Golf Club, và đã được khách hàng đánh giá khá là ok trong những năm vừa qua. Rồi Glisamco cũng đang tiếp tục đầu tư kết hợp các sân golf biệt thự nghỉ dưỡng với quy mô lớn ở Lào Cai và bây giờ là Hải Phòng. Thì đối với lĩnh vực bất động sản đấy, ngoài cái dự án quốc tế Đồi Rồng Đồ Sơn này, Glisamco cũng còn một loạt các cái dự án tên tuổi ở khắp các cái thị trường Việt Nam như là đô thị Galaxia Riverside này, rồi Lê Trọng Tấn ở Hà Nội này, rồi dự án Cái Răng, dự án An Bình Plaza, rất nhiều những dự án khá là hấp dẫn các cái nhà đầu tư tại thành phố Hải Phòng trong thời gian sắp tới. Thưa các bạn, đến đây thì kênh Chuyện Hải Phòng xin kết thúc cái video giới thiệu cho các bạn về tiến độ xây dựng của khu du lịch quốc tế Đồi Rồng tại Đồ Sơn này. Và chắc chắn là trong một vài tháng tới chúng tôi sẽ quay tiếp những cái video để giới thiệu cho các bạn những cái tiến độ nhanh nhất về khu du lịch quốc tế Đồi Rồng này. Và nếu các bạn yêu thích